Đây là hiện trường xác chết trôi sông của cái chị đó, là nghe quý cô chú anh chị. Ở trên cái con sông này nè, là cái người đó là bị câm nhưng mà có bầu là bị đâm chết rồi thả xuống sông này nè. Đâm vô bụng nha, mà trong bụng thì cũng có đang có thai đó. Rồi đâu mà tàn ác dữ không biết. Đây là cái hiện trường chỗ này nè, đây là cái nơi để có cho người ta công viên người ta vui chơi thôi, mà không biết sao mà nguyên nhân gì mà đến nỗi mà phải giết mà thả xuống sông này nữa. Người dân chứng kiến sẽ kể lại cái sự việc như thế nào cho mọi người nghe nha. Mà em có thấy vớt lên luôn không? Cái lúc mà em đi coi thì còn đang ở dưới sông, úp cái mặt xuống á. Mình mấy thì ở trần vậy đó. Ở trần chuồng. Máu me vậy đó. Trần chuồng luôn ha. Dạ, ở trần chuồng vậy đó. Là trôi xuống cái đây vớt dưới đây phải không? Dạ, ở khúc dưới đó đó. Vớt khúc bên bờ bên đây hay bên dạ, kia? Bờ bên kia. Bờ bên kia ha. Dạ. Mà nghe nói là người đó có khoảng 30 tuổi trở xuống à. Ngừ thì nói là người ta chắc bị là hiếp dâm hay gì á. Bị đâm tùm lum hết trơn á. Nghe nói đâu trong Thanh Bình á. Dạ nghe người ta nói ở đâu Thanh Bình cho xuống mà em không chắc chắn được. Bữa đó có lên thời sự nữa. Anh đi kiếm từ sáng giờ không thấy. Không thấy là sao anh? Không biết nhà ở đâu á. Em cũng chưa gõ công an người ta điều tra á. Bữa đó vớt lên nghe nói là xác gần thân quỷ luôn rồi. Dạ, xình dữ lắm luôn rồi. Thỏa thân luôn á em. Dạ thỏa thân luôn á. Bị đâm nhiều tử chưa? Bị đâm dữ lắm, tùm lum người hết trơn luôn á. Không biết cách làm sao mà bị dữ vậy. Nghe nói Hình Thanh nó có bầu rồi đó mà. Cái đó em không rành nữa, em chỉ biết là bị đâm nhiều nhát lắm. Mọi người thì nói bị đâm lòi cái ruột ra luôn. Dạ. Ác dữ thần vậy. Dạ. Còn bữa đó em coi trực tiếp đây luôn ha. Em chỉ đi coi là lúc mà em coi là chưa có vớt lên, còn đang ở dưới sông á. Rồi người ta mới lấy bo lại kè vớt vô mình đem lên á. Chín giờ mấy gần 10 giờ sáng nó đắp rồi đó, là dân người ta bu ra coi mà biết rồi. Dạ. Lại gần đúng không hả? Dạ. Tại vì cái sông nước cũng không có sâu. Dạ. Cái hiệu quá. Nước trùng mới lớn cấp mấy nè, bên này nè, bên trái dạ. Nè. Dạ. Nè. Nghe cấp đó. Đó dạ. Đối trùng mông. Dạ. Ở đây chứ đâu, để xe tới ngày. Rồi công an nó vớt nó múc lên ha. Nó lấy cái tàu sắt nó vớt. Lấy cái gì? Tàu sắt nó. Cái tàu sắt nó vớt cái xuồng nó ở bên hình sự. Dạ. Cái ghê trời. Thì mới hai bữa nay vậy. Hai bữa nay hả? À? Hai ngày nay hả? Hai ngày nay. Ăn dùng luôn ha. Ông nằm sắp nằm mai nằm ngửa. Mà ở trần ở chùa luôn hả chú? Lỡ rồi. Cá kìa hả? Cái sình nào thằng nữa. Mày muốn quỷ rồi. Phân quỷ. Mà muốn phân quỷ rồi. Cho họ mà trả lại. Cho mất tiêu vậy giảm cho làm gì giảm lên xong rồi. Mà mới điều không biết giờ là mình không biết nha. Mình không cho lên thì mình coi đây không. Thì mình lên mình hỏi cái nguyên nhân làm sao á. Xong mình mới biết đường. Cái này em lại hỏi chính cái công an trả lời cho mày. Em nó biết từ nhỏ này. Ở Mỹ Ngãi nguồn gốc Mỹ Ngãi. Địa chỉ này kia mới tìm nó mau. Công an đây nè, quan an quậy phải tới công an rồi. Công an nó mới gần nó hay. Dạ. Còn mình hỏi cái mà cái bà tàu la mới coi biết nhà có người ta là sao mà em làm vậy. Em mới xứng đáng hỏi công an. Ở nhà đó làm sao đó. Và tôi muốn làm từ thiện vậy công an nó chỉ mình. Cái đây bắt mình nhưng mình sợ. Ở Mỹ Ngãi ha. Mỹ Ngãi, quận 1. Phường 1 Mỹ Ngãi. 27 tuổi. Tóc vàng ha. Tóc vàng mà dài luôn hả? Ở công an là không biết là sao. Chứ không có mặc quần áo luôn hả? Học tiếp dâm hai bộ gia đình tự nhiều khi tùy lợm ngỗ nghịch á, ngỗ nghịch mỗi nhà nhà có cửa đi cũng có nữa. Không nếu mà nếu để ghệ gặp đủ đông nếu mà ở trần ở chuồng á là mà có hiếp dâm thì đó nên là quần bên hông này là có hiếp dâm con gái vợ lì nó theo thằng này chứ nó cứng đầu lắm nhiều
cái vụ án là phải vậy là thấy khổ đâu. Khổ thì khi nào bị xe cán thì nó bán số hay là gì đồng thường. Còn này chết bất đắc tử muốn chết thì sao nguyên nho nữa. Ở công an là hiền. Tại vì nó ngày nay công an thì nó phát hiện nó biết. Lúc ấy ai phát hiện ra cái xác này? Cái đó là dân châu thì giống như tấp chỗ này cái dân lấy cây đẩy châu ra chỗ khác. Tôi đẩy hả? Châu biết mà tại vì lên này. Tôi đẩy. Công an nè. Thì ai tới đây thì địa bàn công an mới báo công an rồi. Còn dưới kia dặn nông thôn á, xịn hôi quá ta đẩy cho nó trâu, tôi trâu rồi. Cái ăn không được vết. Thằng ơi. Cái thúi luôn. Thúi luôn hả? Thúi phân quỷ rồi. Vậy là 3 ngày rồi. Thúi phân quỷ rồi. Em ở đâu lắm? Ở đâu lắm? Lớp giò. Thúi phân quỷ rồi mơ. Bây giờ em lên cho mất tiêu rồi còn đâu. Cho cũng được mà mình hỏi gia đình nè. Hỏi thăm gia đình. Ông độ này cũng khổ mà. Khổ không biết ông độ. Khổ ha. Nhiều khi ở đó là phường 1 nó cho tiền mua cái hòm. Dạ. Không phải tiền người ta mua. Dạ. Mình theo mình sẽ đón thôi. Dạ. Mình vậy đó. À, nói chung khi mà dạ. Kia vợ gái cũng ăn chơi lắm luôn. Nhiều mình nhiều đâu biết nguyên nhân sao đâu. Mình đâu biết nguyên do sao. Dạ. À, mà không tiếp cận ở gần nhà người ta mình đâu biết nhỏ sao. Tội quá trời tội luôn. Giết người ta mà xong mà còn nó buồn nhất dần xong rồi còn giết đi thì có người ta chẳng có đồ không mặc đồ không mặc quần áo mà lòi vượt ra mà mọi người có biết cái con bé con này không ai 27 tuổi rồi. Có bầu này chắc linh lắm cô à. Thì đó không có linh mà còn gái nữa. Bởi vì người ta mới đi tìm được danh đó tìm được danh rồi đó có còn là linh dữ lắm. Có bầu trong bụng á linh nó dữ. Linh dữ lắm rồi. Tại vì có bà gì ô bà cô đó ha. Yeah. Ý là mà có vợ chồng đàng hoàng đó. Mà lúc sanh nó biết làm sao mà mẹ con chết luôn. Cái đem về chôn đó nha mà ta chỉ lúc chôn xuống mà trồng cây chuối. Chừng nào mà cây chuối trổ buồn lại dưới mẹ nó mới sanh ra được. Sao lúc vậy sao không lấy con ra luôn? Lấy con đâu được cô? Đâu có được. Để vậy luôn theo mẹ nó. Người ta nó còn là cái bào thai mà sao lấy ra được tách ra nó còn không phải ý nó nói bà cô của tôi thì đó sanh á. À, mà sao không lấy con ra luôn mà để cho bà vui đó. Là hai mẹ con người ta phải để chung chứ. Lúc mà chồng phải ăn. Tại vì sanh ở bệnh viện mà. Sanh không biết làm sao đó rồi. Vậy là cô nghe nói là có bầu luôn. Ê chị, vậy mình mổ tử thi ra mình thấy có bầu trong hả? Em không biết nữa, em nghe người ta nói vậy thôi. Ta nói vậy là chắc có đó. Mình đang nghe ta nói chứ mình đâu có biết nữa cô ơi. 27 tuổi là phải làm họ làm gà thôi chứ còn không biết lớn rồi, lớn rồi. 27 tuổi bự rồi, lớn rồi. 27 tuổi là biết hết trơn rồi, nào thù được nữa. Cái này có khi nào tình ái thì gặp bồ, địch cái ghen tuông không hả cô? Sợ chết do ghen tuông với nhau, dòng căm với căm với nhau mà. Căm với căm nó nghe không được là nó giết thiệt đó, nó tức lắm luôn. Con cũng thường thường nói chuyện với thằng Câm mà chọc tức nó làm không được là nó muốn quýnh là không đó. Nó tức là nó làm cho lợi gan đó. Giống như kiểu mà mấy người mà cặp với nhau đồng tình với gái vậy đó. Dạ. Nó giết. Nó còn giữ đồng tình với gái nữa. Ghê lắm đó cô. Nó nghe nó coi. Mà cái này nó ở trần ở chuồng luôn rồi lòi gục bên luôn. Cái đó tàn nhẫn nha, chết là không cho người ta mặc đồ là quá tàn nhẫn. Dạ. Cái này con nghi là sợ. Tại vì cái bữa đó sáng hai vợ chồng đi về ngoài ruộng ngoài tấm giữa chặt củi. Dạ. Rồi thành ra ở đây vụ gì đâu có hay. À, đi về mới nghe kể. Con nghi là đợi người đó. Đợi người nhà tới. Còn chắc ở trên kia người ta kể người ta gặp tóc vô mé cái đầu người ta lấy cây xào người ta sọt ra cho nó trôi. Chết trôi vậy người ta cũng xào tóc đó, rồi ở đó không đi. Đi tới đâu là cái hồn của nó đó. Cô biết làm sao không? Cái em này á, chết mà có cái bào thai á, nó biết là linh dị đó. Ở nhà nhỏ này nấu cây sạc nè. Trời ơi. Mà sao ác dữ vậy? Mình là công an điều tra rồi, chưa xong rồi. Cái này là giết chứ không phải chết đuối. Không chết đuối là còn quần áo, còn ngay lòi ruột, không mặc quần áo. Trời
hô đâm nữa, đâm bên hông nhát rồi cánh tay bị giết rồi. Có kèm đem con dao đó còn luôn một. Còn dao dính trên người ạ? Ờ, nó con dao thái mà cán vàng gì nữa. Dính trên người luôn. Con dao đó nghe nó còn đâm, con dao còn dính luôn. Con đàn ông là cái này là nó giết xong rồi nó quăng xác xuống ừ? Chứ không phải là bị tự tử hay là chết như người ta nói. Đi ghê trời. Bởi vậy mới nói bây giờ nếu đem ra xử kêu thanh ra người nha, đem dao theo lắp từng miếng thịt của tụi nó mới vừa tội. Dạ. Mà không phải một người đâu. Dạ. Một người không làm đến nợ gì đâu. Một cái này không phải một người. Cái này chắc có một có ai nữa. Con nhỏ kia nó không đưa lên mạng là thấy nó là đem lên mà nó nằm mà cái chân hơi co co vậy phải không? Dạ đúng cái rồi. Chân co vậy luôn. Mà sao mình mấy đen thui à? Nắng. Nắng ha. Cho nó nổi lên rồi nắng trời này hè hạ gì. Cái phần đó phơi nắng bên trên. Không gặp cái bụng bự lắm. Làm như có bầu giống mà nó sình lên đó. Ha. Chị nó có bầu đó, chị nói chị thấy người ta nói có bầu đó. Đời bây giờ đâu có biết trước được cô. Nó giết cô thấy ghê hồn không? Bữa chị nghe tao nói mà là cuộc đó là quá sáng rồi. Ở ngoài Tây Ninh mới giết nhỏ dưới gì nè? Tây Ninh giết nhỏ dưới Trà Vinh nhá. Trà Vinh. Nó giết xong rồi nó cắt cái vú nè, nó lột da đầu luôn, cắt cổ.